chiếc xe đang chạy thì bị hết dầu các bạn nhé. Và tài xế đang quay xe. Và giờ là chuyến hành trình vô cùng là tuyệt vời của các tài xế và cho con ngỗ nhỏ, con xe của sếp Sơn. Chiếc xe hôm nay chở rất là đầy. Ba nghìn gạch các bạn nhé. Sát cầu rồi các bạn ạ. Đi xuống hố bây giờ các bạn nhé. Chiếc xe lùi hơi quá đáng. Bây giờ phương án chắc phải dỡ bớt ra, không lên men được. Bây giờ lên men thì lật mất, sẽ bị lật các bạn nhé. Công trình bây giờ được trộn bằng máy trộn bê tông mini. Chiếc xe có cái lốp trước cũng rất là to các bạn nhé. 550 trên 13. Con xe được trang bị máy 33. Các bạn vừa thấy con thông số đó đây là số 33 nhé. Giờ phải dỡ bớt bên này ra mới lên bên. Chiếc xe bị nghiêng phải hạ bớt đứng. Công tác dỡ bớt gạch chúng vẫn rất khẩn trương các bạn nhé. Chiếc xe bị thụt khá là sâu trong một cái hố.
hè rất là nghiêng. Rất tuyệt vời các bạn nhé. Và trận đua thua rất thành công. Các tài xế chúng ta tự thoát thân được. Một con xe được đường bạn bè rất là dày. Một pha cứu xa lầy rất là tuyệt vời của các tài xế các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Sáng hôm qua quay đã đảo luôn. Thanh niên trẻ tuổi sở hữu một con xe công lông 3 bánh và một con xe ô tô tải Hoa Mai các bạn nhé.
xe cộng đồng rất là khói các bạn nhé. Con xe của thanh niên chạy rất là máu. Còn ngõ rất là nhỏ các bạn nhé. Con bèn đang bị lỗi rồi nhé. Bèn này chó rất là ngoan. Con xe lái bánh răng. Này dầu ven chảy này tông tổng à. Hai con dây đen và dây trắng gặp nhau đây.